Đàn bà sau 50 có hai thứ không nhìn, ba điều không quản và bốn việc nên giác ngộ. Phụ nữ sau 50 có hai thứ không nhìn. 1. Không nhìn cuộc sống của người khác. Nếu bạn dành cả đời để ghen tị với người khác vì họ làm việc hiệu quả hơn, thăng tiến nhanh hơn hay giải quyết vấn đề tốt hơn mình, bạn sẽ chẳng bao giờ tiến bộ. Nếu muốn hạnh phúc và bình yên, tuyệt đối đừng nhìn vào cuộc sống của người khác để so sánh, ghen tị. Vì ai cũng có cuộc đời riêng. Đừng ngước nhìn những thứ quá cao xa mà mơ ước rồi tủi thân, khóc thầm. Người đàn bà khôn ngoan nên hiểu một điều, ai cũng có những khó khăn, chẳng qua là họ đã cố gắng vượt qua để có được hạnh phúc như ngày hôm nay mà thôi. Muốn hạnh phúc, hãy chăm chỉ và cố gắng là được. Một đôi vợ chồng đã chuyển đến ở tại một vùng đất mới. Ngày hôm sau, khi họ đang ăn sáng, người phụ nữ nhìn thấy người hàng xóm đang phơi đồ bên ngoài. Chỗ quần áo đó nhìn không sạch sẽ lắm. Cô ấy không biết giặt đồ đúng cách rồi. Có lẽ cô ấy cần một loại bột giặt tốt hơn. Chồng người phụ nữ nhìn thấy thế và vẫn im lặng. Mỗi lần nhìn thấy người hàng xóm phơi đồ bên ngoài, thì người phụ nữ lại bình luận giống hệt như vậy. Một tháng sau, người phụ nữ ấy rất ngạc nhiên khi thấy một dãy quần áo sạch sẽ được phơi trên dây. Và cô ấy nói với chồng, nhìn kia, cô ấy cuối cùng cũng học được cách giặt đồ sạch sẽ. Em tự hỏi, ai đã dạy cô ấy nhỉ? Người chồng đáp lại, sáng nay anh đã dậy sớm và lau mấy cái cửa sổ đấy. Như vậy, người phụ nữ này vẫn luôn chỉ trích người hàng xóm, nhưng lại không hề nhận ra rằng cô ấy cũng đang không làm tốt công việc của mình. Phán xét thể hiện sự thiếu hụt về sự tự chấp nhận bản thân. Bởi vì bạn đang chiến đấu với chính bản thân mình. Sự phán xét có thể trở thành một hàng rào ngăn cản tâm hồn của bạn, khiến bạn lãng quên nó. Từ khi sớm hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống, bạn gán nhãn và phán xét những gì bạn thích và không thích. Bản tính không khoan dung của bạn dành cho người khác bị ảnh hưởng rất lớn bởi những thấu kính bạn sử dụng để nhìn nhận và hiểu họ. Việc bạn chỉ chú tâm vào thực tại của chính mình sẽ ảnh hưởng đến cách bạn phán xét một ai đó. Điều thứ hai, không nhìn vào mong muốn của người khác. Mỗi người đều có cuộc đời riêng. Người khác không thích bạn, bàn tán về bạn, thậm chí đơm đặt chuyện đi nữa, cũng đừng phiền lòng mà hãy chấp nhận, vì không thích bạn là quyền của họ. Họ có cuộc sống của họ, bạn có hạnh phúc của mình. Không phải cá, làm sao biết được niềm vui của cá? Cuộc sống của mình là do bản thân quyết định. Đừng sống theo mong muốn của người khác. Đừng làm hài lòng tất cả mọi người mà rước đau khổ về mình. Hãy nhớ một điều, chỉ có bản thân mới mang lại hạnh phúc cho mình, còn những ước muốn của người khác chỉ mang lại cho bạn đớn đau, bất hạnh. Đàn bà sau 50 có 3 điều không quản. 1. Miệng lưỡi thiên hạ. Miệng lưỡi thiên hạ, 9 người, 10 ý, đừng để tâm làm gì. Miệng của họ, cứ để họ nói, và rồi tự động sẽ im. Còn cuộc đời của bạn do chính bạn làm chủ. Đừng vì bất kỳ lời nói của ai mà nghiêng ngả. Hãy bịt tai, ngậm miệng lại và sống tốt cuộc đời của mình thôi. Còn những việc khác cứ bơ đi để an yên, lòng không còn sóng gió. 2. Người phản bội mình. Người đã phản bội mình thì đừng để tâm hay để mắt đến làm gì. Hãy tiễn họ ra khỏi cuộc đời mình để sống tiếp, chứ không thể nào vì một người tệ bạc mà chán nản
hoặc buông bỏ tất cả. Cuộc đời phụ nữ quá ngắn để cứ mải mê nhớ đến người đã từng đối xử tệ với mình. Bạn nên giữ những gì tốt đẹp nhất trong tim thôi. Như vậy mới có hạnh phúc đích thực. 3. Người bỏ rơi mình. Phụ nữ tuổi 50, họ hiểu rằng hầu hết những kẻ lừa dối đều rất tự mãn. Dù rằng miệng họ nói về sự hối hận, đau khổ, nhưng trong lòng họ có phần nào hả hê vì họ là người đá bạn, họ là người được quan tâm nhiều hơn khi có một cô gái khác cuốn lấy họ. Hãy giúp họ tỉnh lại đi nào. Đừng khóc lóc, đừng van xin, đừng rên rỉ. Đơn giản là hãy tỏ ra hoàn toàn không còn liên quan đến bạn nữa. Họ sẽ cảm thấy lạ rằng, tại sao bạn lại dửng dưng đến vậy? Và không có dịp để thương xót cho bạn. Không có sự trả thù nào ngọt ngào hơn việc trở nên xinh đẹp hơn cô gái mà hắn đang cặp kè. Kẻ đó sẽ nghĩ, bạn sẽ chìm trong hố sâu đau khổ, tuyệt vọng mà hắn gây ra. Và cuối cùng, phụ nữ sau 50 có 4 việc nên giác ngộ. 1. Cuộc đời ngắn ngủi, đừng quá tiết kiệm. Phụ nữ 50 tuổi nên hiểu một điều, cuộc sống ngắn ngủi, do đó đừng quá tiết kiệm với bản thân. Khi còn có thể, hãy cứ ăn món mình thích, mua chiếc váy mình yêu và đi đến những nơi mình muốn. Việc tiết kiệm quá mức không khiến bạn tốt hơn mà chỉ khiến bạn mệt mỏi. Sự tự do về số tiền trong túi luôn là thứ quan trọng quyết định hạnh phúc của người phụ nữ, bởi họ sẽ không cần dựa dẫm vào người khác để sống qua ngày. Phụ nữ có tư duy độc lập, dám dùng tiền đầu tư vào việc học hỏi, sẽ có tương lai tốt hơn những người luôn mang suy nghĩ thiển cận. Có bao nhiêu, xài bấy nhiêu. Ăn hôm nay, không cần nghĩ đến ngày mai. Nếu bạn có nhiều tiền, nhưng lại không dám dùng cho cuộc sống, phải trải qua những ngày kham khổ. Vậy, mục đích của việc kiếm tiền là gì? Cuộc sống vốn không dễ dàng. Chúng ta đừng nên đợi thật giàu, rồi mới dám đối xử tốt với chính mình. 2. Cuộc sống không vì bạn oán trách ai đó mà trở nên tốt đẹp hơn. Lòng thù hận sẽ giết chết một con người. Nó không làm chết ngay mà sẽ giết một cách từ từ. Dù người khác có xấu ác bao nhiêu và làm tổn thương bạn rất nhiều, nhưng chỉ khi bạn có thể khoan dung, lượng thứ thì nội tâm bạn mới thực sự thanh thản. Nếu bạn không tha thứ được thì hãy tìm niềm vui vào những việc khác và cố gắng quên đi, không quan tâm đến người đó nữa. Đừng nung nấu sự thù hận rồi giết chết tâm hồn mình mỗi ngày. 3. Bản thân bạn chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Người xưa thường nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác. Người tài có người tài hơn. Dù ta có giỏi đến mấy thì trong thiên hạ có người giỏi hơn mình. Vậy nên trong thiên hạ sẽ luôn có nhiều điều ta học hỏi. Kẻ kiêu căng ngạo mạn cho rằng không ai bằng mình chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, vĩnh viễn không bao giờ thấy được bầu trời xanh ở trên. Người khiêm tốn không tự kiêu, luôn ý thức được bản thân mình, luôn biết lắng nghe tiếp thu ý kiến của người khác, qua đó mà hoàn thiện bản thân, nâng cao kiến thức. Phụ nữ tuổi 50, nếu biết cách đối xử với người khác với lòng cung kính thì càng được người ta kính trọng hơn. Biết được giới hạn bản thân mình, qua đó mà không ngừng học tập, kiến thức ngày càng rộng mở. Người khiêm tốn, không khoe khoang, sẽ nêu cao tấm gương đạo đức, qua đó mà tạo phúc cho con cháu đời sau. 4. Đừng vì người khác không thích mà đánh mất niềm vui của bản thân. Đừng cố gắng làm hài lòng bất cứ ai. Đừng vì người khác thích mà mải mê theo đuổi.
vì khi chạy theo những điều thiên hạ thích, bạn đã vô tình đánh mất bản chất và niềm vui bản thân mình. Khi đó, bạn chẳng thể nào có được những thứ bạn mong muốn. Sống trên đời, việc có thể vừa lòng tất cả mọi người dường như là một điều không thể. Bên cạnh bạn sẽ có người yêu mến, có người ghét bỏ, có người khen ngợi, lại có người không tiếc lời chê bai. Chỉ cần bạn nhớ, miệng là của người khác, thị phi là chuyện trong thiên hạ. Dù có cố gắng đến thế nào, vĩnh viễn bạn không thể quản được. Đó càng không phải là thước đo để đánh giá một con người. Vì thế, thay vì để bản thân bị chi phối bởi lời nói của người khác, hãy học cách tin tưởng bản thân mình. Chỉ cần bạn sống ngay thẳng, trong sạch, thì không có gì phải hổ thẹn, càng không phải bận lòng khi có lời gièm pha của người khác. Một cuộc sống đơn giản là có một ngôi nhà, một gia đình đúng nghĩa và vài người bạn hợp với mình. Vậy thôi cũng đủ để chúng ta vui vẻ, hạnh phúc. Dẫu vậy, vẫn có những việc mà người ở tuổi trung niên nên làm và không nên làm để cuộc sống an yên hơn. 1. Sau tuổi 50, nhất định không nên làm phiền người khác. Không nên dùng cái miệng của mình làm phiền cuộc sống của người khác. Thứ nhất là bạn không có tư cách. Thứ hai là bạn không có khả năng. Cuộc sống của người ta, bạn làm thế nào để điều khiển hay chỉ huy? Cũng không nên nghĩ ngợi lo lắng vì việc của người khác. Khi bạn sang tuổi 50, con cái bạn phần lớn cũng đều đã trưởng thành. Bản thân chúng tự có suy nghĩ độc lập. Làm cha mẹ, có thể tham gia góp ý ở mức độ vừa phải. Đừng vì chuyện của chúng mà lao tâm, khổ tứ. Bên cạnh đó, cũng không nên bàn tán về chuyện gia đình nhà người khác. Việc của người ta, bạn chẳng quản được, cũng không nên quản. Hãy quản lý tốt cuộc sống của mình. Vậy là đủ. 2. Sau tuổi 50, hãy học được cách đánh mất và thỏa hiệp. Một nửa cuộc đời về trước, tranh đấu để có được. Nửa đời còn lại đều phải biết cách buông bỏ. Một nửa cuộc đời về trước không cam tâm, nửa đời còn lại đều cần thỏa hiệp. Có như thế, cuộc sống mới thực sự dễ thở hơn, an yên hơn. 3. Sau tuổi 50, hãy bỏ qua cho chính mình. Có những lúc dùng lực quá nhiều, lại không có được thứ mà mình muốn có. Có lẽ chúng ta ai cũng đã từng phẫn nộ, từng cáu giận, từng gào thét, từng ôm mặt lặng lẽ khóc trong bóng tối giữa đêm đen, oán hận số mệnh bất công. Nhưng thiết nghĩ, làm vậy có được ích lợi gì? Hãy thả lỏng bản thân, hãy bỏ qua cho chính mình, đừng dằn vặt, tích tụ cảm xúc tiêu cực vào người. Chút bỏ được những cảm xúc tồi tệ chính là cách chúng ta đối đãi tử tế với bản thân. 4. Sau tuổi 50, hãy sống hòa bình với cái gọi là bình thường. Có thể bạn sẽ không muốn thừa nhận. Bạn càng không muốn thừa nhận sự thật rằng bản thân mình là một người bình thường. Bản thân mình ở hiện tại có một công việc thoải mái, có bạn đời chung sống, con cái cũng trưởng thành. Vậy bạn còn muốn gì hơn nữa ở cuộc sống này? Và điều thứ 5, sau tuổi 50, thản nhiên đối mặt với phúc và họa. Khi ta còn trẻ, công việc bấp bênh, tình cảm lúc thăng, lúc trầm, hợp hợp, tan tan. Bao nhiêu năm đó, nội tâm có lẽ đã sớm được tôi rèn mà trở nên có sức lì. Điều này cũng tốt, nhất là khi đối diện với phúc, họa, những thứ có tránh cũng không thoát trong đời. Gặp khó khăn hoạn nạn, hãy bình thản đối mặt.
gặp chuyện vui vẻ, hạnh phúc, cũng hãy cứ bình thản như không. Như thế, cuộc sống sẽ không bị đảo lộn, sẽ nhẹ nhàng trôi qua. Thực ra, không đặt yêu cầu quá cao là chúng ta đã phần nào có thể hiện thực hóa sự an nhiên của tuổi già rồi.